xin chào tất cả các em hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái chương tiếp theo à, sau khi chúng ta đã kết thúc chương đầu tiên của cái học phần toán rời rạc đó là cái chương bàn về cơ sở logic vậy nè thì cái chương số 2 là cái chương mà người ta cũng khá là quan tâm à, trong cái à, học phần toán rời rạc đó là vấn đề về phương pháp đếm à, một trong những cái nền tảng cơ bản liên quan về phương pháp đếm đó là các bạn phải nghiên cứu à, trước hết nó về vấn đề tập hợp trước đã ra À, vì tập hợp nó chính là cái đối tượng mà để chúng ta đếm sau này, những đếm những cái phần tử trên cái tập hợp. Thế thì cái dạng đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu ở trong cái chương số hai đó là cái vấn đề về tập hợp và các phép toán của tập hợp. Ở trong cái phần này thì chúng ta chỉ nghiên cứu ở những cái tập hợp mà hữu hạn thôi, các những cái tập hợp mà có cái số phần tử hữu hạn thôi. Vì nó phục vụ cho cái lý thuyết toán rời rạc thì chúng ta không có nghiên cứu sâu về các cái uh, loại tập hợp mà có phần tử vô hạn nha thế thì trước khi mà qua cái phần bài tập ở cái dạng toán này á thì chúng ta sẽ uh, nắm lại một số các cái điểm lý thuyết cũng như là thống nhất một số các quan điểm ký hiệu về các cái tập hợp số nè uh, trước hết là thầy sẽ nhắc lại một số các tập hợp số mà chúng ta đã học uh, học trong cái chương trình phổ thông uh, đó là cái tập hợp số tự nhiên người ta ký hiệu là cái chữ n này nè Đấy, là gồm những cái phần tử 0 1 2 3 vân vân tiếp theo là tập hợp à, các số tự nhiên khác không hay người ta còn gọi là các số nguyên dương à, số nguyên dương thì người ta ký hiệu là N sau nó gồm những phần tử từ 1 2 3 4 5 vân vân ra đi à, tập hợp các số nguyên à, là gồm có số nguyên dương số nguyên âm và con số 0 Đấy. rồi tập hợp các số nguyên khác không thì người ta ký hiệu là Z sau Z sau sau là nghĩa là trừ con số 0 ra rồi tập hợp các số hữu tỷ à, số hữu tỷ à, là những cái phân số như thế này hoặc nó là số à, thập phân nó số nguyên hoặc là số thập phân hữu hạn tuần hoàng hoặc là số thập phân hữu hạn đấy thì nó có dạng là m trên n trong đó m, n là những số tự số nguyên nha và n là khác không rồi sau đó ta học tính tập số thực, số thực thì nó gồm những cái số hữu tỷ này nè mà hợp với tập các số vô tỷ những cái số vô tỷ là những cái số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ví dụ như số pi, số e, số căn bậc 2 của 2, căn bậc 2 của 3 vân vân. Đấy, những cái số đó người ta gọi là số vô tỷ. Rồi sau đó ta học tiếng cái tập số phức. Nói nè, lên chương trình lớp 12 thì chúng ta học cái tập số phức. Xét về các cái quan hệ mối quan hệ giữa các cái tập hợp này thì chúng ta biết rằng là ở trong cái chương trình phổ thông á thì chúng ta có cái tập số tự nhiên là cái tập số đầu tiên mà chúng ta đã học sau đó rộng hơn là các bạn sẽ học về tập số nguyên nó to hơn rồi tập số nguyên và sau đó rộng ra nữa là các bạn sẽ học tới tập số hữu tỷ xác về mặt quan hệ chứa trong rồi sau đó cái tập số hữu tỷ này nè kết hợp với cái tập số vô tỷ người ta cái hiệu là chữ y này Đấy, thì nó tạo ra một cái tập số r gọi là tập số thực đúng chưa nào rồi thì, thì khi mà ta bổ sung thêm những cái số mà gồm có số ảo trong đó nữa thì nó sẽ ra một cái tập rộng hơn nữa rộng hơn cái R này nữa mà người ta gọi nó là tập số phức này chưa nào đấy còn rộng hơn cái tập số phức là cái số nào thì cái đây chúng ta không có quan tâm nhiều lắm à, chủ yếu trong cái phần chương trình học của chúng ta đó thì chúng ta dừng ở cái mức độ này là khá là nhiều rồi và chủ yếu là chúng ta cũng chỉ dừng ở những cái số thực thôi đấy. đó là mối quan hệ giữa những cái loại tập số này rồi cái nội dung thứ hai mà các bạn cần quan tâm trong cái phần này đó là khái niệm về tập con và hai tập hợp bằng nhau. Thế tập hợp A được gọi là con của tập hợp B nếu như mọi phần tử của tập hợp A nó đều thuộc B, à, nó đều thuộc B nha. và người ta ký hiệu A con B là như thế này. Đấy, trong một số các hệ thống ký hiệu thì một cái tập con có khi nó là bằng luôn cái tập hợp B này. À, cho nên là cái tập A người ta còn ký hiệu là cái này nó có dấu dấu bằng ở chỗ này này. Đó, b Viết như thế này có nghĩa là cái tập A nó có thể là con của B và nó có thể bằng cái B luôn. Được chưa nè? Còn cái trong trường hợp nói chung thì người ta hay viết là A con B như thế này thôi. Và ở đây chúng ta đang hiểu rằng cái dấu à, cái cái dấu tập con này có nghĩa là nó có thể là trùng luôn. Các bạn rõ chưa nè? Ở đây là người ta là mọi phần tử của A thuộc B mà. Như vậy nếu A mà mà cái tập A mà nó bằng luôn cái tập hợp B thì gì? Thì thì cũng xem như là con. Được chưa? Rồi. Tập hợp A được gọi là bằng tập hợp B nếu A con B và B con A có nghĩa là mọi phần tử của a là của b và ngược lại mọi phần tử của b cũng đều thuộc a đây, và người ta ký hai tập hợp bằng nhau là như thế này Đó. rồi à, về mặt phép tốn trên tập hợp thì giữa hai cái tập hợp với nhau á, thì nó có thể tác động với nhau để tạo ra những cái tập hợp khác à, tạo ra những tập hợp khác thì tác động của hai cái tập hợp với nhau thì nó sẽ có những cái phép toán sau đây à, mà chúng ta cũng đã biết rồi vì những cái khái niệm này thì nó khá là quen thuộc của chúng ta À, cái phép toán đầu tiên người ta gọi là giao của hai cái tập hợp A và B. À, thì định nghĩa giao của hai tập hợp trước hết nó là một tập hợp cái đã. Những cái phần tử của cái tập hợp giao này nó gồm cái gì? Là những phần tử mà nó vừa nằm trong A mà vừa nằm trong B. Có nghĩa là A mà giao với B thì người ta ký hiệu như thế này. Đấy. Và tập hợp này nó là tập hợp gồm tất cả những cái phần tử x mà sao cho x thuộc A và x thuộc B. Nghĩa là xét về mặt uh, biểu đồ ven á, thì người ta ký hiệu như thế này. Đây là một cái tập hợp A trong đó nó có những cái phần tử của A và đây là cái tập hợp B và trong đó nó có chứa những phần tử của B. Thế thì giao của hai tập hợp là tập hợp gồm tất cả những cái phần tử mà nó thuộc A và thuộc B có nghĩa là cái phần chung này. này. Đấy. Thì cái này người ta gọi là giao của hai tập hợp A và B. Được chưa nào? Rồi. Thế trong cái trường hợp hai cái tập hợp này mà giao nhau nó bằng cái tập hợp rỗng. Thì tập hợp rỗng là tập hợp mà không có chứa bất kỳ cái phần tử nào. Mà này. Thế thì trong cái trường hợp mà hai cái tập hợp nó giao nhau bằng rỗng thì ta nói hai tập hợp này là hai tập hợp rời nhau, nghĩa là nó không có các phần tử chung. Được chưa nào? Rồi, cái phép toán thứ hai là cái phép toán hợp. Hợp của hai tập hợp A và B trước hết nó cũng là một tập hợp. Có điều các phần tử của cái tập hợp A hợp B đây này, người ta có hiểu là A hợp cái dấu hợp là cái dấu như này ha Đấy, thì nó sẽ gồm những cái phần tử thuộc A hoặc thuộc B nhá, thuộc A cũng được mà thuộc B cũng được mà nó thuộc A mà nó không thuộc B cũng được. Chả sao miễn nó thuộc một trong hai cái phần tử này, à, hai cái tập hợp này. Thế thì tập hợp A hợp B thì người ta cái hiểu là gồm tất cả những phần tử x mà sao cho x thuộc A hoặc là x thuộc B. À, cái dấu này là dấu tuyển của hai cái mệnh đề này, các em. Đó. Thế thì à, hợp của hai tập hợp thì chúng ta hiểu nó theo quan điểm à, trực quan à, của hai cái tập hợp A, B. Đấy, đây là A và B. Thế giả sử như ta có hai cái tập hợp như này thì hợp của hai tập hợp nó sẽ làm tất cả những cái phần tử mà nó của A rồi của B luôn. Đó, có nghĩa là lấy hết tất tần tật của A của B của nó luôn. Thì cái này gọi là hợp của hai cái tập hợp. Được chưa nào? Đấy là A hợp B. Đấy. Đó. Rồi cái phép toán thứ ba là cái phép toán hiệu của hai tập hợp. Thế thì hiệu của hai tập hợp A cho tập hợp B nó cũng là một tập hợp. Có điều cái tập hợp đó người ta ký hiệu là như thế này. À, người ta ký hiệu là A trừ cho B. Như vậy tập hợp A trừ B nó là gồm những cái phần tử mà nó có tính chất là nó chỉ thuộc A thôi. Chứ nó không có thuộc B. Đó, nó thuộc A chứ nó không thuộc B nha các em. Đó, như vậy là ở đây nó chỉ lấy những phần tử trong A thôi. À, như vậy là A trừ B sẽ là gồm những cái phần tử X. Mà sao cho X thuộc A và X không thuộc B. Như vậy tập hợp ở đây nó sẽ là những cái tập hợp như thế này. Đây, đây là A và B. Thế thì A trừ B nó sẽ là những cái phần tử mà nó uh, cái tập hợp mà nó gồm những cái phần tử nằm trong A thôi, đó, những cái phần tử này thôi. Được chưa nào? Còn nó không có đụng gì tới B cả. Đấy, thì cái đây sẽ là A trừ B. Đấy, gọi là hiệu của hai tập hợp. Thế thì uh, nếu như A là một tập con của U và người ta hay gọi cái U này là tập vũ trụ, tập vũ trụ. Đấy tập vũ trụ là cái tập mà nó bao hàm trong đó cái những cái đối tượng mà chúng ta nghiên cứu cũng như là những chúng ta đang xét thì người ta gọi là tập vũ trụ ví dụ như a là tập con của cái tập u này thế thì lúc này cái tập u mà trừ a đó thì người ta còn gọi là phần bù của a trong u nhé các người ta dùng cái từ này là phần bù nha các em đó và cái ký hiệu là a nga có nhiều tài liệu thì người ta ký hiệu rất là nhiều cái chữ khác nhau đó là cái chữ c nha c của rồi a u có nhiều tài liệu người ta cái hiệu như thế. À, tất nhiên rằng là ở đây chúng ta đang xét à, xem như cái tập u này là cái tập đã được định trước, ngon. Thì người ta chỉ cần ký hiệu là a ngang thôi. À, có nghĩa là như thế này ở đây là ta có một cái tập hợp u là cái tập vũ trụ. À, rồi a nó là cái tập ở trong này. Đấy. Thế thì a trừ u nó là cái phần bù ở ngoài đây này. Đó, nó lấy những cái phần tử mà bên ngoài a này. À, nhưng mà nằm trong u. Đấy. Thì người ta gọi là phần bù của a, nghĩa là a ngang rồi tiếp theo là các tính chất của phép toán như vậy là chúng ta có ba cái phép toán cơ bản về cái sự tác động qua lại giữa hai cái tập hợp này thì nó có ba cái phép toán phép toán giao phép toán hợp và phép toán hiệu nè rồi thế thì giữa các cái phép toán này nè nó có cái liên hệ gì với nhau hay không là những cái phép toán này nó có tính chất gì đúng chưa nào thì người ta sẽ liệt kê ra chúng ta một loạt các tính chất sau đây và những tính chất này là những tính chất mà người ta không cần chứng minh nữa À, chúng ta được phép dùng luôn trong quá trình mà giải bài tập cũng như là tính toán sau này, đó nè. Giả sử người ta cho A, B, C là các cái tập hợp con của một cái tập hợp U à, là cái tập vũ trụ nào cho trước, đó nè. Thế thì à, lúc này ta có một loạt các tính chất sau đây. Thứ nhất là cái tính giao hoán, có nghĩa là đối với phép toán hợp và phép toán giao á, thì hai cái tập hợp cho trước khi lấy hợp và giao với nhau thì nó không quan tâm đến thứ tự, có nghĩa là cái nào viết trước cũng được, cho sao cả, đó nè cái tính chất thứ hai là cái tính chất kết hợp đó là đối phép toán hợp và phép toán giao của ba cái tập hợp với nhau thì lúc này ta có thể kết hợp hai tập hợp nào để chúng ta tính trước cũng được ví dụ như a mà hợp b trước rồi sau đó mới hợp c thì nó cũng như là a hợp với b hợp với c có nghĩa rằng là ta lấy ở đây ta lấy ab hợp trước còn đây ta lấy bc hợp trước rồi tương tự như vậy cho phép toán giao có nghĩa rằng a hợp a giao b xong được bao nhiêu rồi ta mới lấy hợp a à, mới giao với cái tập c thì nó sẽ bằng với cái tập A mà đem giao với cái tập hợp giao của B và C được chưa nào đấy cái tính chất này được gọi là tính chất kết hợp rồi cái tính chất thứ ba người ta gọi là tính phân phối đúng không tính phân phối đó là phép giao có thể phân phối vào trong với cái phép hợp này và ngược lại cái phép hợp nó cũng có thể phân phối vào trong phép giao này có nghĩa rằng là A mà giao với B hợp C đó thì nó sẽ bằng A giao B hợp với A giao C được chưa nào và và tương tự như vậy, a hợp với b giao c thì nó sẽ bằng a hợp b giao với a hợp c. Được chưa? Đó, các bạn thấy cái tính phân phối nè. Rồi, cái công thức tiếp theo là cái à, tính lấy phần bù. Đó, phần bù trong cái tập vũ trụ và người ta gọi là công thức độ một gần. Thì các bạn thấy cái tính chất này nó tự tựa giống như là phép à, hội và phép tuyển mà chúng ta đã học ở trong cái phần logic mệnh đề đúng không ạ? Đấy, phép hội, và phép tuyển À, luật đồ móc găng tính phân phối tính cái hợp là nó giống 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 như thế đúng không đấy thế thì công thức đồ móc găng ở đây nó bảo rằng là nếu như các bạn lấy phần bù của cái tập hợp a hợp b đó thì nó sẽ bằng cái tập hợp a phần bù này giao với cái tập hợp b phần bù à rồi tương tự như vậy lấy phần bù của một cái tập hợp a giao b thì nó sẽ bằng a phần bù hợp với b phần bù à, có nghĩa là a ngang hợp với b ngang rồi cái tính chất tiếp theo đó là tính chất về phần tử trung hòa thế thì trong cái uh, trong cái cái uh, tập hợp thì nó có một cái tập hợp rất là đặc biệt mà không có chứa bất kỳ phần tử nào người ta gọi là tập hợp rỗng thế tập hợp rỗng mà lấy hợp với bất kỳ cái tập hợp nào khác thì cũng bằng chính cái tập hợp đó ha à, ví dụ như a mà hợp với rỗng thì nó bằng chính a hoặc là phép toán giao ở a mà giao với rỗng thì nó sẽ bằng uh, cái tập hợp rỗng à, thì cái tập hợp rỗng này nó giống y như cái con số không mà chúng ta học trong tập số thực vậy đó nè đấy thế thì phép toán hợp này nó giống như, như phép toán cộng vậy còn phép toán giao này giống như phép toán nhân nhưng mà thực tế thì xác uh, về phép toán trong tập hợp thì nó không giống như phép toán cộng, đường nhân, chia à, các bạn nhớ nhé vì cái phép toán uh, nhân có thể phân phối toán cộng nhưng mà phép toán cộng thì tuyệt đối không có phân phối được phép toán nhân cái này cái nó không có trong cái tập hợp số cái này thầy chỉ nói rằng là à, nó có những cái điểm giống giống chứ không phải là giống như như nhau rồi cái tiếp theo là lý cái cái quan hệ về phần bù nè thì cái này nó cũng giống y những cái luật mà chúng ta đã học uh, trong cái phần logic mệnh đề vậy. ở đây A mà hợp với phần bù của nó thì chắc chắn là bằng cái tập vũ trụ. A mà giao với phần bù của nó thì nó sẽ bằng tập hợp rỗng. đây ra. hai cái tập hợp này là hai tập hợp rời nhau. Đó. rồi cái tính tiếp theo đó là cái tính thống trị. Thống, thống trị có nghĩa là A là hiển nhiên nó là tập con của tập vũ trụ. như vậy nếu mà ta lấy A mà ta hợp với tập vũ trụ thì nó sẽ bằng chính cái tập vũ trụ đó. Và, và tương tự như vậy, à, A mà giao với rộng thì chắc chắn phải bằng rộng, được chưa? Đó, cái này người ta gọi là tính thống trị. Rồi, như vậy là ở đây chúng ta có à, khá nhiều cái tính chắc của các cái phép toán. Rồi, cái nội dung cuối cùng của cái phần lý thuyết à, tập hợp đó là cái vấn đề về tích đề cạc của các cái tập hợp tích đề cạc. Ở đây người ta định nghĩa tích đề cạc của hai cái tập hợp A và B. Nó là một cái tập hợp gồm những cái cặp phần tử nhá. À, gồm những cái cặp a và b như thế này. Mà trong đó a thì thuộc vào tập hợp a và b thì thuộc tập hợp b. Đấy chưa nào? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có cái khái niệm về tập tích đề cạc của hai cái tập hợp. Tương tự như vậy, à, nếu chúng ta có ba cái tập hợp mà ta tích đề cạc với nhau thì sao? À, thì nó cũng làm tương tự thôi, thì nó sẽ là tập gồm những cái à, cái cái bộ ha, gồm ba phần tử. Đó. Mà sao cho trong đó a là nó thuộc a, B nó thuộc B và C nó thuộc vào tập hợp C. Đấy, tương tự như vậy cho các tập hợp tích đề cả của nhiều cái tập hợp. hỏi nè, đó ta sẽ liệt kê như thế. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp là ta định nghĩa cho cái cái lũy thừa của một cái tập hợp A mũ N. Thế A mũ N bản chất là gì? A mũ N bản chất là tích đề cả của N cái tập hợp A mà thôi. Đúng Như vậy nếu như các bạn hiểu thì A mũ N nó chẳng qua là một cái bộ mà nó gồm những cái phần tử A, B, C, vân 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 như vậy. Ví dụ ở đây thay ghi A1, thay ghi A2, thay ghi A3, vân vân A, N đi cho nó dễ hiểu hóa nè. Đó, nó gồm những cái bộ số à, bộ phần tử như thế này. Mà sau cho đó A, Y ở đây nó thuộc A hết. Đó, Y chạy từ 1 cho đến N. Được chưa? Đấy, định nghĩa tích đề cạp của một cái tập hợp. À, quay à, lý thừa. Đấy, thì ta hiểu nó như thế nào. Được chưa nào? Rồi thế thì à, ở đây nó có một cái định lý à, khá là quan trọng bằng về số phần tử của một cái tập tích đề cạc um, của những cái tập hợp thành phần ví dụ giả sử ở đây người ta cho a1, a2, vân vân, an là những cái tập hợp hữu hạn, yeah, tập hợp hữu hạn thì lúc này cái tích đề cạc của các cái tập hợp này nó sẽ là một cái tập hợp mà cái số phần tử của nó người ta ký hiệu là hai cái sọc đứng này, à, hai cái sọc đứng này. thì số phần tử của một cái tập hợp a người ta ký hiệu là như thế này và trong một số các tài liệu thì người ta gọi cái này là lực lượng của tập hợp a. à người ta dùng cái từ lực lượng à, rồi thế thì tích đề cả của cái, cái cái, tập hợp a 1 a 2 vân vân a n này thì lực lượng của nó hay gọi là số phần tử của nó nó sẽ bằng tích à, bằng tích số phần tử của các cái tập hợp thành phần các tập hợp thành phần ví dụ là ở đây nó sẽ là bằng số phần tử của a 1 nhân với số phần tử của a 2 nhân với số phần tử của a n đó được chưa nào à, ví dụ như ở đây chúng ta có cái tập hợp a của chúng ta đó à, nó có hai phần tử là a và b và cái tập hợp b ở đây á là ta có cái số phần tử là một hai ba như vậy xét về mặt tài, à, số phần tử thì tập hợp a này nó sẽ có hai phần tử tập hợp b này nó có ba phần tử đúng không đó thế thì a mà nhân với b à, a mà nhân với b thì nó sẽ cho ra những cái cặp phần tử mà gì a 1 này đó ta có thể liệt kê ra được đúng nè A2 này. À, rồi A3 này, đấy. Rồi tới B1 này. Rồi B2 này. Rồi B3 này, đó. À, các bạn thấy chưa? Như vậy ở đây nó có 6 phần tử. Và cái số lượng phần tử của tập hợp A tích đề các với B ở đây nó bằng 6. Như vậy nó được tạo ra là từ tích của 2 nhân 3 này. Được chưa? Đó. Như vậy là khá là dễ hiểu thôi, nó không có gì khó khăn ở đây cả. À như vậy tóm lại cái phần lý thuyết của cái vấn đề tập hợp và các phép toán của tập hợp thì nó có ba uh, cái nội dung quan trọng đúng không? đó là cái vấn đề là đầu tiên là thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái loại tập hợp số mà chúng ta đã biết khá là quen thuộc. cái thứ hai là cái khái niệm về các cái 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 uh, cái loại tập hợp bằng nhau cũng như là tập hợp con cùng với những cái phép toán của nó đúng không? rồi cái nội dung thứ ba đó là về một số các cái tính chất của phép toán. đấy, đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý Thế trong bài tập thì các bạn sẽ để ý, đa phần chúng ta sẽ dùng cái tính chất này rất là nhiều, vì hầu như bài tập nó xoáy sau cái phần này, được chưa nào? Rồi, còn vấn đề về tích đề cạc thì đây là một cái khái niệm để ta giới thiệu thêm, cũng như chúng ta biết đến thế nào là số phần tử của một tập hợp hay là lực lượng của một tập hợp, được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ đi qua một số các bài tập ở cái dạng số 1 này. cái bài tập đầu tiên rất là đơn giản liên quan về cái mối quan hệ giữa các cái tập hợp cũng như là các phép toán của các cái tập hợp cái bài tập số 1 người ta nói rằng là cho a và b là hai cái tập con của một cái tập hợp u đây là tập vũ trụ của chúng ta này và người ta yêu cầu là chứng minh các cái mệnh đề sau đây đã được chưa thì những cái mệnh đề nó rất là dễ cả đã, ví dụ như ở đây người ta nói là hãy chứng minh rằng là a mà lập tập con của b thì nó sẽ tương đương với tập hợp b phần bù nó sẽ là con của tập hợp a phần bù. tất nhiên là chúng ta có thể lấy cái à, à, biểu đồ ven ra ta vẽ là thấy ngay à. tuy nhiên rằng là gì à, ta cần phải chứng minh theo đúng cái định nghĩa của nó không? À, rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh à, câu a trước này à, vì những cái loại bài tập này rất là đơn giản cho nên có thể chứng minh từ từ bằng cái tính chất cũng như là cái định nghĩa của nó nhé ví dụ như ở đây đầu tiên là ta có a là con của b Được chưa rồi bây giờ ta sẽ chứng minh rằng là b ngang là con của a ngang được chưa đó b ngang là con của a ngang thế thì b ngang là con của a ngang rất là dễ đúng không bây giờ thầy sẽ muốn chứng minh cái tập này là con tập này như vậy đầu tiên thầy lấy là với mọi cái phần tử x thuộc vào b ngang được chưa nè đó bây giờ ta chứng minh cái phần tử x này nó thuộc vào a ngang là sao cái gì nữa cái đúng không mà muốn chứng minh x nó thuộc vào a ngang có nghĩa là chứng minh x nó không thuộc a là được vì nó không thuộc a thì nó phải thuộc a ngang thôi vậy nè rồi Thế thì lúc này ta suy ra được x này nó sẽ không thuộc B. Vì nó thuộc B ngang mà. Nhưng mà do B nó chứ A. À, cho nên x nó không thuộc B thì chắc chắn nó phải không thuộc A thôi. Vì nếu nó thuộc A thì nó thuộc B mất rồi. Đúng không? Cho nên gì? À, cho nên suy ra là x nó cũng sẽ không thuộc A. Mà x không thuộc A thì suy ra được gì? À, suy ra x sẽ thuộc A ngang. Được chưa? Đấy. Như vậy là mọi phần tử x thuộc B ngang thì dẫn đến thuộc A ngang. À, cho nên kết luận là vậy gì đây? Vậy B ngang sẽ là con của A ngang. À. Đó, theo định nghĩa thôi. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cái chiều suy si ra này rồi nè. Đó, tương tự các bạn chứng minh cái chiều ngược lại, đúng không? Đây ngược lại. Đúng không? Đấy, những cái phần này các bạn lập luận về mặt logic cho nó dễ ha. À. Rồi, ngược lại gì đây? Ngược lại là giả sử à, B ngang là con của A ngang. À? Đúng không? Bây giờ các bạn phải chứng minh cho thầy rằng là à, A nó phải là con của B. Mà muốn chứng minh A con của B thì, thì bây giờ phải phần tử thuộc A phải thuộc B chứ gì nữa. Rồi. À, khi đó với mỗi X thuộc A. Được chưa? X thuộc A thì sao? X thuộc A thì nó sẽ không thuộc A ngang. Cái đúng không? Vì A mà giao với A ngang nó bằng rỗng. À, cho nên gì đây? Suy ra được X sẽ không thuộc vào A ngang. Nhưng mà A ngang thì lại chứa B ngang. À, cho nên là gì? x nó cũng sẽ không thuộc gì được à nó không thuộc biên ngang nó không thể thuộc qua đó được à. mà nó không thuộc biên ngang thì chắc chắn là nó phải thuộc b à. được chưa rồi như vậy mỗi x thuộc a thì suy ra được x thuộc b à, cho nên gì đấy a sẽ là con b đúng không đấy như vậy là tôi chứng minh hai cái chiều ngược lại như thế này đã xong mà do đó là nó sẽ tương đương với nhau có đúng không Đấy, các bạn dùng kỹ thuật định nghĩa dùng phần tử để ta chứng minh cho nó nhanh. Đó. Rồi à, tiếp tục nhé. Tiếp tục. Là A là thuộc à, con B thì tương đương với A ngang mà hợp với B là chính là bằng U. Đó, bằng U. Nghĩa là cái U là cái tập vũ trụ mà, đúng không? Đấy có nghĩa là ở đây chúng ta có hai cái tập hợp AB như thế này nè. Và hai cái tập hợp này nó ở trong trong cái cái cái, cái uh, tập vũ trụ U nó nằm ở trong đó. Rồi bây giờ tôi chứng minh này giả sử như A là con của B nha Bây giờ tôi chứng minh cái chiều này Chứng minh cái chiều suy si ra trước Đó giờ là của B này Chứng minh cái chiều suy si ra trước từ đây qua đây trước phải không Rồi có nghĩa là giả sử A con B nha Được chưa Rồi bây giờ các bạn sẽ chứng minh hai cái tập hợp này bằng nhau cho thầy này Đấy Thế thì hai cái tập hợp này bằng nhau thì rõ ràng là A ngang là hợp với B nó phải là con U cái đã vì nó là tập vũ trụ mà cho nên nó phải chứa mọi cái tập trong cái phép toán này. Mà đấy. Là có là a ngang là con u. Rồi b cũng con u. Cho nên à, suy ra được a ngang mà hợp với với b ấy, chắc chắn phải là con u rồi. Cái điều này là hiển nhiên là hai cái tập con của u thì hợp lại nó cũng phải là con của u. Nó không thể ra ngoài được. Được chưa? Cái quan trọng là chúng ta chứng minh rằng mọi phần tử của u là nó phải thuộc trong cái hợp này mà thuộc trong cái hợp này có nghĩa là nó thuộc A ngang hoặc nữa thuộc B đúng không nè rồi giờ các bạn chứng minh này à, mặt khác nhé đó à, mặt khác bây giờ ta lấy à, với mọi phần tử x thuộc vào U đúng không đó mọi phần tử x thuộc U uh, suy ra được x này này nó thuộc vào A ngang hợp với A vì chúng ta biết rằng là cái tập hợp U á, thì nó là tập vũ trụ mà tập vũ trụ thì nó bằng a hợp với a ngang đây là tính chất mà chúng ta đã học ở đằng trước đúng không? À, đó là cái tính chất về phần bù mà thầy đã trình bày với các em hồi nãy rồi a ngang mà hợp với a à, như vậy suy ra được x sẽ thuộc a ngang hoặc là x sẽ thuộc a Được chưa rồi thế thì nếu mà x thuộc a ngang thì gì ra? thì hiển nhiên x nó phải thuộc vào a ngang Hợp với B thấu. Vì cái tập A ngang hợp B nó là tập chứa tập A đó, à. À, Đây nó thuộc đây. Được chưa? Rồi. Tiếp nếu gì đây? Nếu như X mà thuộc vào A thì sao? À thì ta biết rằng là A thì nó là con của B. À con của B. À, cho nên à, X phải thuộc B. Mà X thuộc B thì suy ra luôn. À, suy ra được. X sẽ thuộc vào A ngang hợp với B đúng chưa à, như vậy mỗi x thuộc u á, thì ta kết luận A à, đàn nào thì x cũng sẽ thuộc vào a ngang hợp b hết cho nên ta kết luận vậy bản thân cái tập hợp u này nó lại là con của a ngang hợp b được không các bạn gọi đây là số 1 và các bạn gọi đây là số 2 đúng không rồi như vậy thì các bạn chỉ cần ghi là từ 1 và 2 suy ra là a ngang hợp b là bằng u Đó, tập này là con tập kia và ngược lại tập kia là con của tập này phải chưa đó như vậy là thầy đã chứng minh được cái chiều suy ra rồi nhé. Bây giờ các bạn chứng minh cái chiều ngược lại cho thầy. Vâng, chứng minh chiều ngược lại có nghĩa là nếu như cái điều này xảy ra thì a phải là con của b. À, có nghĩa là chứng minh cái chiều ngược lại này là cho trước a ngang hợp b là bằng u rồi. Bây giờ ta cần chứng minh a là con của b. không mà a con của b thì các bạn sẽ làm gì? À, lấy một phần tử x thuộc vào a. Các bạn chứng minh rằng là x thuộc b cho thầy là được. Có phải không nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ để chứng minh x thuộc B. À thì ta phải chứng minh như thế nào? Đây. X thuộc A. Thì A thì chắc chắn nó sẽ là con của gì các em? Nó là con của U. Mà U của chúng ta đó. Thì nó lại được tạo ra là bằng A ngang hợp B. Như vậy suy ra được gì? Đây thầy sẽ ghi cái chữ suy ra chứ không phải biết dấu suy ra vì suy ra thì nó lại sử dụng logic mày đề. Ở đây ghi cái chữ suy ra thì nó không liên quan gì hết nha suy ra là x sẽ thuộc gì a ngang hợp u à, a, ngang hợp b nhá đó được chưa nào đó, nó nó thuộc vào u mà à. mà nó thuộc vào a ngang hợp b thì suy ra luôn cái, từ cái này suy ra được đó cái này suy ra cái này được này x thuộc vào a ngang hoặc x thuộc vào b được chưa rồi thế thì nếu mà x thuộc a ngang thì sao à, thì vô lý vì sao vì x nó thuộc a mà x nó thuộc a thì nó không thể thuộc a ngang được à, điều này mâu thuẫn với mâu thuẫn với x thuộc a đó cho nên buộc x phải thuộc b được chưa ít nó thuộc vào hợp của hai tập hợp này thì nó chỉ xảy ra một trong hai trạng thái đó là nó thuộc vào a ngang hoặc là nó thuộc vào b mà theo định nghĩa mà đúng không? Nhưng mà ở đây chắc chắn nó không thuộc A ngang được vì lý do là nó thuộc A. Các bạn rõ chưa? Hai cái tập hợp này là hai tập hợp rời nhau. À, cho nên một khi nó đã thuộc A rồi thì nó không thể thuộc A ngang được. Mà nó không thuộc A ngang là buộc nó phải thuộc B thôi. Như vậy chúng ta đã chứng minh được là mỗi x thuộc A thì sẽ được x thuộc B. À, như vậy kết luận. Vậy x à, A là con của B. Được chưa? À, như vậy là thầy đã chứng minh xong của B. Đấy ta 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 làm theo cái kiểu là cái chứng minh từng chiều từng chiều một như thế. À, cho nó dễ và chúng ta nên làm quen với kỹ thuật này. Mặc dù nó có thể hơi dài dòng một tí nhưng mà nó rất là dễ hiểu vì sao? Vì chúng ta giải bài toán dựa vào định nghĩa của cái phép toán mà. Đó, dựa vào định nghĩa. Hợp của hai tập hợp là gì? Tập hợp này là con của hợp tập kia là gì? Đúng không? Hay là giao của hai tập hợp là gì? Hay là phần bù của một tập hợp là tập hợp như thế nào? Thì ta dựa vào định nghĩa ta làm thôi. Cho nên nó chả có gì khó khăn cả. Nha. Rồi tương tự như vậy cho câu C và câu D thôi. Những cái câu này chắc chắn là các bạn làm nó cũng sẽ tương tự nha. Rồi ví dụ như câu C ấy, là thầy cũng từ từ không có vội vàng ta sẽ chứng minh cái chiều kéo theo trước này, cái chiều này trước này. Đúng không? Đó. Có nghĩa là giả sử như ta cho hai cái tập hợp A và B là hai cái tập hợp rời nhau. Nha. À, có nghĩa là cho trước A giao B bằng rỗng này. Đó. Bây giờ các bạn hãy chứng minh là B là con của hàng ngàn rồi. À, giờ chứng minh nha. Muốn chứng minh B là con A ngang thì các bạn lấy một phần tử thuộc B chứng minh nó thuộc A ngang này. Bây giờ lấy một X thuộc B này à, X thuộc B thì sao? À, thì chắc chắn là nó sẽ không thuộc A vì hai cái tập hợp này ra nhau Cho nên suy ra được X sẽ không thuộc A Có đúng không nhỉ? À, vì nó thuộc B đâu mà, mà A vô B bằng rỗng này à, Mà nó không thuộc A thì gì? À, cho nên X nó phải thuộc A ngang thôi được chứ? Nó hết thuộc không thuộc A thì nó phải nằm trong A ngang, nó phải nằm trong phần bù của nó. Đấy, như vậy là suy ra B con A ngang chưa? Đấy, như vậy là xong nha. Đấy. Đầu tiên ngược lại này. Ngược lại này. Đó, các bạn chứng minh cho thầy là A giá sử như đề nó cho rằng là B con A ngang. Đúng không? Bây giờ các bạn chứng minh cho thầy A giao B là bằng 0 muốn chứng minh giao của hai tập hợp bằng rỗng các bạn chỉ cần lấy giả sử nó khác rỗng nha giả sử nó khác rỗng và chứng minh vô lý là được nha giả sử ta dùng phương pháp chứng minh phản chứng à. giả sử a giao b khác rỗng được chưa à? là chứng minh vô lý vậy đó à. giả sử thì gì thì tồn tại x sẽ thuộc vào a giao b có nghĩa là phải tồn tại một cái phần tử nào đó chứ phải không nó khác rỗng mà rồi mà nó khác rỗng như vậy ta suy ra được à, x sẽ thuộc a và x phải thuộc b vì cái tập hợp này là tập hợp giao nhé rồi thế thì x thuộc a thì sao à do x thuộc a cho nên x sẽ không thuộc a nha có đúng không nó thuộc a mà thì nó làm sao nó thuộc a ngang được không thể thuộc phần bù được rồi mà a ngang thì nó lại chứa b này đó nó chứa b ở đây là thầy viết cái dấu chứa à, viết như này thường thường là ký hiệu là chứa trong à, chứa cái tập hợp b nó không thuộc a ngang thì chắc chắn nó sẽ không thuộc b vì sao vì cái tập hợp a ngang nó chứa b mà à, cho này gì đây này x này này nó cũng sẽ không thuộc b được và điều này là mâu thuẫn với ý thuộc b Đó, các bạn rõ chưa? các bạn thấy cái cách làm chưa nào? đó như vậy là ta chứng minh xong nhé. chiều đi tới, chiều đi lui đều cả đã đã kiểm tra. Đấy, ta dùng phần tử để ta làm thôi. À, như thế thì nó rất là nhẹ nhàng. À, tương tự như vậy cho câu d này. a giao b bằng rỗng thì tương đương với a ngang hợp với b ngang nó sẽ bằng u. đây là một số các tính chất rất là cơ bản nó được suy ra từ định nghĩa nha các bạn. À, cái bài tập đầu tiên này. này. Rồi thì các bạn cũng chứng minh tương tự cho thầy thôi. À, đó ở đây là ta sẽ chứng minh điều sĩ ra trước nha. giả sử A giao B bằng rỗng nghĩa là hai tập hợp này nó đang rời nhau trong U. thế thì lúc này ta chứng minh cái tập hợp này hợp với cái tập hợp B ngang này nó phải là bằng U. à thì để chứng minh được điều đó thì ta có là rõ ràng rồi này. rõ ràng là A ngang mà hợp với B ngang là con của U rồi này. được chưa? À, cái điều đó là hiển nhiên. À thế bây giờ ta chứng minh ngược lại à với mùa x thuộc U. Bây giờ ta phải chứng minh nó thuộc vào một trong hai cái tập này vậy nè có phải không nhỉ? Đấy mà U thì các bạn nhớ rằng là bản thân U thì nó được tạo ra từ A hợp với A ngang A à với phần bù của nó. Như vậy từ đây ta suy ra được à, x nó sẽ thuộc A hoặc x nó sẽ thuộc A ngang như vậy nó có hai trường hợp. Được không? Rồi tới đây ta sẽ lập luận à nếu như nó thuộc A ngang thì sao? Nếu nó thuộc A ngang thì sao? Đúng không? Nếu nó thuộc A ngang thì suy ra được. Nó thuộc vào A ngang hợp biên ngang. Đúng không? Đấy, vì cái tập này nó là con của cái tập hợp của hai tập hợp này mà. Có đúng không nhỉ? Đấy. Cho nên nó phải thuộc vào cái hợp này. Như vậy là sao? Theo đúng như cái ý định mà chúng ta đang mong muốn. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là nếu gì? X mà nó thuộc vào A thì sao? À, thì các bạn để ý rằng là x mà nó đã thuộc A rồi á. Thì gì thì nó sẽ không thuộc B nữa vì lý do A và B là hai tập hợp rời nhau à, thì x này chắc chắn sẽ không thuộc B nha không thuộc B cái này là có được là do A giao B bằng rỗng đấy hai cái tập hợp này nó nó rời nhau cho nên một khi nó đã nằm trong A rồi thì nó không thể nào trong B được mà nó không thuộc B thì gì thì nó phải thuộc B ngang chứ vì hai tập hợp đó, nó 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 rời nhau mà đúng không nó không thuộc B thì nó phải thuộc B ngang thôi. À, mà nó thuộc B ngang thì gì? thì suy ra luôn X sẽ thuộc vào A ngang hợp B ngang. À, như vậy đằng nào đi chăng nữa thì X nó cũng sẽ thuộc A ngang hợp B ngang, phải à, không? tới đây ta kết luận vậy. À, U nó chắc chắn là con của A ngang hợp B ngang, đúng không? Như vậy một cái tập hợp U à, với cái tập hợp A ngang hợp B ngang là sẽ bằng nhau. À, thầy đã, đã đã có cái này rồi và thầy có thêm cái này nữa thì chắc chắn là nó sẽ bằng nhau thôi được chưa nào rồi bây giờ ta chứng minh cái chiều ngược lại đúng không cái chiều ngược lại là cái chiều ngược lại này là giả sử nó cho trước cái giả thiết là a ngang hợp b ngang bằng u được chưa a ngang hợp b ngang bằng u đó bây giờ các bạn hãy chứng minh cho thầy rằng a giao b bằng rộng. được chưa ok chưa nào rồi bây giờ để chứng minh A vô B bằng rỗng thì ta dùng kỹ thuật phản chứng giống như hồi nãy đó, là giả sử nó khác rỗng đi. Được chưa? Đấy. Thì gì? Thì sẽ tồn tại một phần tử x thuộc vào A giao B. Cái đúng nha. Mà nó tồn tại phần tử x thuộc A giao B thì suy ra được là x sẽ thuộc A và x sẽ thuộc B theo đúng định nghĩa thôi. Rồi điều gì sẽ xảy ra nha. Thế bây giờ trường hợp thứ nhất là do x nó thuộc a nha bây giờ ta chứng minh rằng là x nó thuộc a mà là a thì nó lại nằm ở trong đầu các em? a thì nó là con của u à, a nó là con của u mà u thì được tạo ra là từ a ngang hợp biên a à, như vậy suy ra được à, x nó sẽ thuộc a ngang hoặc x nó sẽ thuộc b ngang cái gì nữa không có rơi vào hai trường hợp này thôi rồi thế thì nếu như nó thuộc a ngang thì sao À, thì rõ ràng là vô lý vì lý do x mà nó thuộc A thì nó không thể thuộc A ngang được, à, cái này ta ghi ra luôn. À, nếu Đó nó có hai trường hợp mà nếu x mà thuộc A ngang thì cái này nó sẽ mâu thuẫn với việc nào? À, với x thuộc A, à, nó đã thuộc A rồi mà, cho nên là nó đâu có thuộc vào 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 A ngang được, đúng không? Tương tự như vậy nếu mà x thuộc B à Nếu mà x thuộc b ngang thì nó lại mâu thuẫn với x thuộc b ở chỗ này nè. Các thấy chưa? Đó. Thì nó lại mâu thuẫn với x thuộc b. Được chưa? Rồi, như vậy đàn nào nó cũng dẫn đến mâu thuẫn cả. Như vậy ta kết luận à vậy. À, a giao b buộc phải bằng rỗng thôi. Nó không thể khác rỗng được. Các bạn thấy chưa? Đấy, như vậy là một loạt các cái tính chất ở cái bài tập đầu tiên đây là những cái tính chất người ta gọi là những tính chất rất là cơ bản được suy ra ngay từ định nghĩa từ định nghĩa ha định nghĩa của phép uh, tập hợp con rồi uh, hợp giao của các cái tập hợp những cái vấn đề này là những cái vấn đề khá là cơ bản được chưa nào rồi các bạn có thể theo dõi lại toàn bộ cái bài giải của bốn câu ABCD mà thầy trình bày ở dưới đây tất nhiên rằng là viết lại cho nó bài bản để cho các bạn tiện theo dõi thôi Chứ còn ở đây thầy cũng đã giải nó khá chi tiết rồi Được chưa nào Đây câu A nhả? Các bạn có thể xem lại Và thầy để đây để các bạn xem lại nha Đây là nội dung của câu B này Tất nhiên là dùng kỹ thuật chứng minh hai chiều hết à, Chiều suy ra và chiều ngược lại Rồi tiếp theo là câu C nhé Câu C và câu D Được chưa Rồi các bạn có thể Trong quá trình xem các bạn có thể dừng cái video lại vài phút à, Để các bạn xem chi tiết các bài giải Được chưa nào rồi, bây giờ thầy sẽ qua tiếp bài số 2. Ở bài số 2 là một bài toán liên quan về à, tập hợp con của một cái tập hợp. Tập hợp con. Rồi, ở cái đây người ta nói này, người ta ký hiệu PA là tập hợp tất cả các tập hợp con của tập hợp A. Được chưa? Tất cả các tập hợp con nhá. Rồi bây giờ người ta nói này, cho A là tập hợp có n phần tử. Bây giờ người ta yêu cầu là tính lực lượng của PA. có nghĩa là tính số phần tử của PA. Rồi. Câu số 2 là người ta yêu cầu là chứng minh rằng là A là tập con của B khi và chỉ khi PA nó sẽ là con của PB. Được chưa? Đó. Có nghĩa là tất cả cái à, cái tập hợp gồm các cái tập con của A nó sẽ là tập con của tất cả các tập hợp con của B. Ý người ta nói như thế. Này. Thì các vị chứng minh ở đây là hai chiều, nó cũng tương đương nha rồi bây giờ thầy sẽ giải quyết các câu a trước thì các bạn để ý câu a đó thì tập hợp a nó là tập hợp có n phần tử thế thì à, tập a có n phần tử thì nó được phân ra thành các loại tập con đúng chưa rồi thế trước khi mà học về cái phần này thì thì nhắc lại à, có một cái kiến thức nó khá là cơ bản mà chúng ta đã học ở chương trình phổ thông mà nếu mà thầy nhớ không lầm thì nó nằm ở trong cái chương trình lớp 11 á. Đó. đó là khái niệm về tổ hợp. Các bạn trong cái học trong phần lý thuyết xác suất hả? Một tổ hợp. Thế tổ hợp là gì? À thầy nhắc lại nè. Ở đây ta có một cái tập hợp gồm n phần tử. Thế thì một cái tập con của cái tập hợp này à, gồm k phần tử. Đấy chưa? Một cái tập con gồm k phần tử của một cái tập n thì cái này người ta gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử. Cái đúng không nhỉ? Đó, ở lớp 11 Toán học này. Cho một tập hợp có n phần tử thì mỗi tập con gồm k phần tử của tập hợp này được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử. Và ở trong chương trình lớp 11 chúng ta có một định lý số tổ hợp. Số tổ hợp chập K của N phân tử là bao nhiêu? CKN. Được chưa? CKN được tính là bằng gì? N dây thừa chia cho K dây thừa nhân N trừ K dây thừa. Đây chính là số tổ hợp. Như vậy số tổ hợp chính là gì các em? Chính là số tập con gồm K phần tử của tập có N phần tử. Phải không em? đúng không? đấy những cái kiến thức này rất là phổ thông không có gì khó cả. rồi thế thì cái điều này nó có liên quan gì tới cái bài toán mà chúng ta đang làm này? chắc chắn nó sẽ có liên quan. vậy nè. rồi một cái tập hợp A có n phần tử thì nó có bao nhiêu loại tập con? đó. rồi loại thứ nhất là loại tập con có không phần tử. loại tập con có không phần tử thì nó chính là tập rỗng. Như vậy số tập con có không phần tử ở đây nó chính là số tổ hợp chập không của n phần tử Như vậy số lượng của nó là C0N Nói chung là một một phần tử vậy này. Rồi tiếp theo là lọa tập con Có gì? Có một phần tử Vân vân như vậy cho đến lọa tập con Có n phần tử Đúng không? Đấy Thế thì loại tập con có một phần tử thì nó có bao nhiêu tập con? Có n tập con đúng không? Vì tập hợp A này có n phần tử mà như vậy là cái số tập con có một phần tử sẽ là C gì? C11. Vì mỗi tập con có một phần tử nó chính là một cái tổ hợp chập 1 của n phần tử mà. Như vậy số tập con có một phần tử chính là số C1 một, một n chưa? Đây theo, đúng định nghĩa của tổ hợp thôi, chúng ta đã học thôi. Tương tự như vậy, cho đến số tập con có n phần tử sẽ là CN À, số lượng của nó nhá. như vậy ở đây ta sẽ bỏ cái chữ lọ này ghi chữ số nhé cho nó, nó nó, đúng ra đó số chính xác à, số tập con có không phần tử là sẽ có c không n số tập con có một phần tử c một n số tập con có n phần tử c n như vậy số tập con của tập hợp E là gì là tổng tất cả các số tập con của các lọ mà các cái lọ có các cái tập con số tập con lần lượt là không một, một n như này À như vậy suy ra được cái PA này nè. Đó, ta lấy lực lượng lên. Như vậy số tập con của tập hợp A nó sẽ gồm tổng số tập con có không phần tử, số tập con có một phần tử, số tập con có n phần tử. Như vậy nó là bằng C0 cộng C1 cộng C2 vân vân cộng CN. Nữa. Được chưa? Đúng không? Rồi, thế tới cái tổng này thì chúng ta lại nhớ đến À, lại kiến thức lớp 11 tiếp. Ở trong cái kiến thức lớp 11 hình như là có cái phần kiến thức liên quan đến nhị thức Newton. Có đúng không? Đúng rồi nè. Nếu mà bạn nào học ở phổ thông thì chắc chắn là có rồi đúng không nè. Nhị thức Newton, chúng ta đã học 1 cộng x mũ n. Nếu ta khai triển nhị thức Newton ra nó sẽ bằng C0n cộng C1nx cộng C2nx bình phương. C, N, N, X mũ N Có phải cái nhị thức Newton này viết như thế này không? À, như vậy các bạn chỉ cần cho X bằng 1 hai vế của đẳng thức Ta sẽ được 1 cộng 1 mũ N Sẽ bằng C0N Cộng C1N Cộng C2N Vân vân C, N, N Phải không nhỉ? Khi các bạn cho X bằng 1 vốt Như vậy cái tổng này nè Thực tế nó chính là bằng gì các em? 2 mũ N Đúng chưa? À, như vậy À, cái này nó sẽ bằng 2 mũ N nha đúng không? À, như vậy tóm lại Số phần tử của cái tập hợp PA này sẽ là bằng 2 mũ n Được chưa? Đấy như vậy nó phải đụng tới kiến thức phổ thông một chút nha Đây dính dáng tới kiến thức phổ thông Được chưa? Rồi như vậy một cái tập hai có n phần tử thì số tập con của nó là 2 mũ n nha Rồi bây giờ thầy sẽ qua câu B Đó là chứng minh rằng tập hợp A là con B khi khi, khi PA nó sẽ còn PB à, à, Cái điều này chứng minh rất là dễ Bây giờ thầy sẽ chứng minh cái chiều suy ra trước đấy ta cứ ta làm như vậy thôi Nha. à, ở đây người ta cho trước rằng là a con b rồi đây là giả thiết rồi bây à, giờ ta chứng minh pa còn phải b bằng cách ta lấy một ký tập hợp um, à, đây thầy ghi chữ chữ d đi nhỉ d là thuộc vào trong pa đó một ký phần tử d thuộc pa mà d thuộc pa có nghĩa là gì d là con của A như vậy tương đương với D là con của A. Vì cái PA là tập gồm tất cả các tập con của A mà. Cái đúng không nhỉ? Rồi. Mà D là con của A mà. A thì là con của B. Theo giả thiết. Cho nên suy ra được. D nó phải là con của B. Mà D là con của B thì gì? Thì D nó phải thuộc phê B chứ. Có phải không nhỉ? Vì phê B là tập gồm tất cả các tập con của B mà. À. Đấy. Như vậy là ta đã chứng minh được ngay. A Như vậy. PA chắc chắn là con của phía B rồi điều đó là hiển nhiên nha. Đấy. Rồi bây giờ chứng minh chiều ngược lại này, đấy. nó không có gì khó khăn các bạn làm từ từ là bám sát định nghĩa là nó sẽ ra thôi. Rồi bây giờ ở đây PA là con phía B, à, như vậy thầy nói đấy, là giả sử nó cho PA con phía B rồi nhé. Rồi bây giờ nhiệm vụ các bạn là chứng minh A là con B cho thầy bằng cách lấy một phần tử x thuộc vào trong A, các bạn sẽ chứng minh rằng x sẽ thuộc B nhé. À, thế để chứng minh x thuộc B thì à, ta dựa vào đây. Thế x là một phần tử thuộc A thì suy ra được cái tập mà gồm một phần tử x này. này. Nó sẽ là con của tập A. Không? Đây là phần tử của A. Nhưng khi ta lấy tập hợp lên thì phải nói là con của A chứ. À, mà con của A thì suy ra được. À, cái 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 cái, cái tập x này này nó phải thuộc vào PA ngay cao. Có đúng không? Đấy, cái tập mà gồm một phần tử vì nó là cái cái lọ tập con có một phần tử này. Thấy không? Rồi. Rồi. Nó thuộc PA. Mà PA thì là con phê À. Giả thiết nữa cho À. Như vậy suy ra được. Thì chưa ở đây thì chữ suy ra luôn cho chắc ăn này. Là X sẽ thuộc vào phê Mà X thuộc vào phê có nghĩa rằng là cái tập X này chắc chắn phải là con của B. Có đúng không? Mà theo định nghĩa tập hợp này là con tập B thì mọi phần tử của tập này sẽ thuộc tập kia nghĩa là x sẽ thuộc b các bạn không nhỉ? đấy mọi phần tử tập này thuộc tập kia à, như vậy thầy đã chứng minh này à mọi x thuộc a thì sẽ được x thuộc b à cái luận vậy à còn b à như vậy thầy đã chứng minh được ngay cái đẳng thức à cái mệnh đề tương đương này phải không nhỉ? đấy các việc chứng minh thì thì các bạn chịu khó dùng kỹ thuật phần tử và bám sát định nghĩa là nó sẽ ra hết hầu như những cái bài toán này chúng ta đều sử dụng kỹ thuật này nha còn À, những bạn nào mà đi sau và lý thuyết tập hợp ấy, thì nó có những kỹ thuật chứng minh cao siêu hơn nữa ở đây chúng ta không có à, thuộc cái lĩnh vực đó à, chúng ta không có nghiên cứu sâu xa như thế cho này ở đây thầy chỉ trình bày các bạn những những cách chứng minh bình dân nhất à, bình dân nhất có nghĩa là nó hơi có thể là nó dài dài một chút nhưng mà nó ra rất là dễ hiểu à, rồi đó là bài tập số 2 nha rồi tiếp theo là các bạn có thể xem cái bài giải ở dưới đây này thầy cũng đã trình bày nó lại một cách chi tiết à, để chúng ta tiện theo dõi ha à, đây là cái nội dung của cái bài giải của chúng ta tất nhiên rằng là trình bày lại gọn đẹp hơn nha rồi thầy sẽ qua tiếp cái bài số 3 nè bài số 3 là ở đây người ta cho chúng ta thứ bốn cái tập hợp lẫn cao và bắt đầu người ta yêu cầu chúng ta phải rút gọn các cái biểu thức tập hợp dưới đây làm cho nó gọn lại nha và ở đây là những cái tập hợp này nó đều nằm trong một cái tập hợp vũ trụ gọi là con của tập hợp u cho trước rồi bây giờ ở đây là người ta yêu cầu chúng ta chứng minh hay à, rút gọn các cái biểu thức mà những cái biểu thức này nó được tạo ra từ hợp và giao của những cái tập hợp con của u à, được tạo ra từ a b c d và phần bù của nó à. thế rút gọn chẳng qua là gì làm cho những cái tập hợp này nó gọn lại thôi để viết biểu diễn cái này nó quá rườm rà đi à, thì chúng ta sử dụng các tính chất các tính chất của tập hợp để ta làm hồi nãy thầy đã liệt kê chúng ta một số các tính chất rồi có điều bây giờ trong quá trình rút gọn thì đúng tới tính chất nào thì sẽ nhắc lại tính chất đó để các bạn tiện theo dõi ha à rồi ở đây các bạn nhìn vô trong cái câu a trước này câu a trước nha thế câu a ở đây là gì có a giao b nha cái đây nó cũng có a giao b nè thấy chưa Có đúng không rồi mà giao với cái tập hợp này thấy chưa đó giao với cái này nè giao với cái lượng này nè đó thì thì cái a giao b mà giao với c giao d thì chắc chắn nó phải là con của cái tập hợp a giao b này cái đúng không? đó mà cái tập hợp A này mà con của tập hợp B thì ta sẽ suy ra được A mà đem hợp với B đó thì nó phải bằng B thôi. cái đúng không? cái tập hợp A đã là con của B rồi mà A mà hợp với B thì chắc chắn nó là con của nó sẽ là bằng B thôi. vì mọi cái cái phần tử của 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 A hợp B nó, nó chính là B mà. cái này A là con của B này. nhá. Đây, một cái tập hợp A nó đang là con của tập hợp B như vậy nếu ta lấy a mà ta hợp với b thì nó chính là cái tập hợp b này chứ gì nữa có phải không nhỉ đấy rất là dễ thấy ví dụ như các bạn thấy này rõ ràng a giao b mà giao với cái lượng này thì chắc chắn nó phải là con của a giao b thôi cho nên là hợp hai cái tập hợp này nó sẽ là bằng cái tập hợp lớn hơn nha yeah. như vậy là ở đây ta có là dò này đó, a giao b à, rồi cái tập hợp này nè. đó mà giao với cái C ngang giao đi À, chắc chắn nó phải là con của a b thôi nó không thể nào mà to hơn cái tập này được vì nó 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 giao với cái tập hợp này mà, đúng không? cho nên gì? cho nên là chắc chắn chúng ta có là a b mà đem hợp với à, a b giao với c ngàn vào đi à, chắc chắn nó phải bằng a hợp a b thằng ngang cao nó phải bằng cái tập mẹ đó à, rồi cho nên cái à, cái này thì ký hiệu là sao đi đó, cho nên là sau đây nè, nó sẽ viết lại là bằng thực tế là A giao B. Đó, A giao B hợp với A ngang giao B à A giao B nha. Rồi, tới đây các bạn thấy nè. À, à, cái phép này hợp, trong đó nó có cái B này giống nhau. Cho nên ở đây ta sẽ lưu nó ra B này làm chung. Và trong này nó còn lại là A hợp với A ngang. Có đúng không? cái tính chất này người ta gọi là tính gì tính phân phối cái đúng không là phép giao phân phối với phép hợp b giao a hợp với b giao a nha à, các bạn nhớ rằng là phép toán giao phép toán hợp là không có tính giao hoán nhé cho nên người ta có thể viết cái nào trước cũng được hay trần nha à. mà bản thân a mà hợp với a ngang đó, thì à, theo cái tính phần bù của chúng ta đó a mà hợp với a ngang thì nó chính là bằng cái không gian à, bằng cái tầm vũ trụ như vậy ở đây nó thành là b giao với với u mà b giao với u thì chắc chắn là bằng b thôi vì lý do sao? vì b nó là con u mà nhớ à, a mà con của b thì xia được a mà giao với b nó phải bằng a thôi các bạn nói chưa? Đấy, như vậy là kết quả bài toán này là bằng b nhé bằng b được Đấy chưa? Đấy, toàn bộ cái lượng này bằng b tất nhiên rằng là để giải một bài toán thì nó có rất là nhiều cách nó có rất nhiều cách à, ví dụ có một số bạn khác là giải theo cái cách là gì lấy cái thấy hai cái này nó ngược ngược nhau nè để lấy hai cái này tác động với nhau trước nhé tất nhiên là cách khác này ở đây thì hướng thôi còn các bạn có thể xem lát nữa thì xem cái bài giải à. ở đây đầu tiên là ta nhóm hai cái số hạng này lại trước này đó hai cái đại lượng người ta nhóm lại trước người ta lấy a dầu b rồi hợp với a ngàn dầu b trước đó ta lấy cái này trước do cái tính kết hợp cho nên ta lấy cái này trước rồi đem hợp với này a dầu b giao với xiên ngang đi, đó, các bạn làm như này trước được, vì hai cái này giao với nhau thì nó ra đây, này. đây này, nó ra là chính cái lượng này, nó chính là b. Này. đó, rồi mới hợp với a giao b giao với c ngang giao d. thì do là a giao với b rồi giao với c ngang giao d thì cái, cái tập này nó là con của b, à, cho nên hợp lại thì nó cũng bằng b thôi. tất nhiên rằng là chắc chắn là uh, những cái tính chất này là những tính chất rất là đơn giản, chúng ta có thể chứng minh được. Rồi tương tự như vậy à, qua câu B ở đây câu B à, thì các bạn nhìn vô các bạn thấy rằng là cái câu B này thì nó hư hư khác khác ha vì ở đây nó có cái A ngang ngang ở đây thì nó lại không có này cái này A dấu B thì nó lại à, à, B này nó không có bì ngang à, rồi, ông này A dấu B thì đây nó cũng có A giao B này. À, nhưng mà các ông xi ngang này thì bên này ông không có xi ngang à, cho nên các bài toán này buộc chúng ta sẽ dùng cái luật à, cái cái à, tính chất phân phối thì ta làm được chưa dùng tính chất phân phối ta làm thì dùng tính chất phân phối thì các bạn có thể sử dụng cái tính chất phân phối cho hai cái anh chàng đầu tiên này trước đều được cả nha đấy à, tôi phân phối cái này vô nha như vậy là cái này nó ra là theo tính chất kết hợp thầy sẽ kết hợp hai cái số hạng đầu tiên này trước còn lại những cái này thầy để im à, để im đó rồi bây giờ ta làm từ từ nhá thế hai cái này thì nó ra cái gì cái này nó ra là a hợp a ngang a ngang hợp a này. Đó. Rồi sẽ giao với gì? Giao với A ngang hợp với B ngang được chưa? Đó, thầy sẽ đóng móc đơn lại. Là... Đó toàn bộ cái lượng này phải đóng móc vuông lại nha. Đấy, vì nó đang tác động trong móc vuông này nè, còn cái lượng này thầy viết lại như cũ này. Không có đụng chạm gì nữa hết, thấy không? Hợp ở ngoài đây. Được chưa? Rồi, cái này là bằng tiếp này. A mà hợp với A ngang thì chính là U. Được chưa? Là là tập vũ trụ. Rồi, mà giao với cái này thầy sẽ dùng cái luật đồ móc của chúng ta à, à, đó là gì tính à, cái tính chất à, đồ móc găng thì cái này nó ra là a giao b lấy ngang cái gì nữa có đúng không rồi cái này đóng một vuông lại nè rồi hợp với cái này viết lại như cũ này một lần nữa cái a giao b mà lấy ngang thì nó là con của tập hợp u cho nên khi giao với u thì nó phải bằng chính nó à, như vậy cái này nó sẽ ra là bằng a ngang à, a giao b lấy ngang nghĩa là lấy phần bù rồi, bây giờ cái lượng này thầy sẽ hợp với cái lượng này. À, A giao B giao xiên à. Rồi, hợp với cái lượng này giữ nguyên. Đây, cái lượng đằng sau này thầy giữ nguyên. Rồi, để thầy tác động cái này tiếp. Đúng không? Đã các bạn thấy rằng là A ngang giao B mà hợp với A giao B này là ra nè. A ngang giao B. Nhớ là dùng tính phân phối nha. A à, giao B này Đó. Là là thành một nhóm. Thành một nhóm rồi giao với gì giao với a ngang à, a giao b lấy ngang này rồi giao với c ngang này đó nhóm thành một nhóm cái này thì đóng móc vuông lại rồi hợp với cái lượng này đây, hợp với cái lượng này viết lại như cũ ha à, viết lại như cũ rồi tiếp tục nha Thế cái này hợp với cái này thì nó lại ra là 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 u gì nữa đây này một cái tập hợp mà giao với cái phần bù hợp với phần bù của nó thì ra là u rồi giao với cái này thì dùng lục đồng bắt găng tiếp. Như vậy cái này nó ra cái gì? Cái này nó sẽ ra với A ngang, a giao B lấy ngang. Như vậy chỗ này sẽ là gì? Giao với C ngang nhé. Có đúng không nhỉ? Giao với C ngang. Rồi, thôi cái để nguyên đó đi. Từ từ hay tính. Rồi, đây đóng mất vô nè. Cái này sẽ là hợp với cái lượng đằng sau này để im. Thế thì thì giao với phần uh, giao với cái lượng này thì nó ra chính là gì? À, cái này nó chính là bằng a ngang. Đó, a giao b lấy ngang giao với xiên à. Đúng không nhỉ? À, cái dấu chỗ này ta viết bị nhầm nè A giao B Hợp với A A giao B lấy ngang hợp với A giao B này Thì chỗ này sẽ giao với A giao B lấy ngang Hợp với C ngang chứ Đó Viết bị nhầm rồi đó Đó Được chưa Rồi Như vậy cái chỗ này thì sửa thành dấu hợp nha các em Cho nó đúng Nhưng mà cái dấu hợp này thực tế thì ta lấy à, Luật đồng hốt găng của chúng ta thì nó ra cái gì Nó ra là Cái này thầy bỏ luôn rồi nha thầy viết lại luôn nha theo luật đầu mối gan thì cái này nó ra là a uh, giao b uh, giao với c lấy ngang chưa có phải ra vậy không chứ nữa vì thực tế cái này nó chính là a ngang hợp b ngang mà hợp với c ngang mà. như vậy nó ra là a giao b giao c lấy ngang đó rồi hợp tiếp với gì hợp tiếp với chỗ này là a giao b giao c rồi hợp với d ngang được chưa rồi ở đây thầy sẽ xem như cái đây là một nhóm đó, để cho nó ra các phần bộ bên đây này, này rồi thì dùng phương pháp uh, phân phối một lần nữa nhé à, cái này là dấu dấu dao nha các dao hợp hơi lộn xộn Rồi, ta lấy cái này ta phân phối vô đây thì nó ra là a dầu b dầu c lấy ngang hợp với a dầu b dầu c được chứ đó đóng cả một đường cho cái này cho nó chắc ăn rồi thế thì cái này phân phối vô thì cái này nó là giao với gì A ngang Giao B giao C lấy ngang này Đó Rồi chỗ này phải là hợp với đi ngang Đây được chưa Rồi thế cái lượng này nó lại là U tiếp Vì lý do là cái cái tập này mà giao với phần bù Hợp với phần bù của nó mà, thì nó là U Giao với A giao B giao C Lấy ngang hợp với đi ngang À Thì cái tập này mà giao với tập này thì nó ra chính nó Có nghĩa là ra là A giao B giao C lấy ngang hợp với đi nha và cái này theo luật đồng bóc gan thì nó ra là a dâu b dâu c giao với d luôn lấy nha cái đúng không có nghĩa là lấy phần bù của cái tổng hợp giao này đây và tới đây là gọn rồi không thể rút gọn được thêm nữa quá à, như vậy là đây là kết quả của bài toán các bạn thấy chưa à, nó hơi lằng nhàng tí nhưng mà chả có gì phải khó khăn cả các bạn dùng cái à, tính chất phân phối của phép toán hợp đối với phép toán giao là nó sẽ ra được chưa rồi các bạn có thể xem cái bài giải dưới đây tất nhiên là ở dưới đây nó nó có thể là cho chúng ta cách giải khác uh, so với cái cách trình bày ở trên của thầy nhưng mà đáp số thì nó sẽ là một mà thôi vì một cái bài toán nó có thể rất nhiều cách giải này các em. à, ở đây các bạn có thể tham khảo dưới đây nó cũng là một cái cách giải à, ở đây cách giải của thầy là cái bài giải đi đây là nhóm hai cái số hạng này trước này còn thay vì hồi nãy chúng ta là ta làm hai cái này trước đúng không cách nào cũng được ra sao mà cuối cùng nó cũng sẽ ra bì mà thôi rồi à, câu b thì à, nó sẽ làm giống y như hồi nãy chúng ta đã trình bày đó là nó nó phân phân phối từ 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 vô này thấy không đấy nó phân phối từ từ vô đó à, có điều là quá trình trình bài lại thì nó bài bản hơn chút thôi chứ còn cách làm thì nó cũng y như thế được chưa đó như vậy nó ra là a dấu b dấu c dấu d lên nè đó là một cái bài tập số ba à một bài toán nữa đó là bài toán liên quan về vấn đề tính à, cái số phần tử của những cái tập hợp hợp của một số các tập hợp cho trước. À, à. Đây là một bài toán à, cũng khá là hay vì nó liên quan vấn đề tính toán cái số lượng phần tử của những cái tập hợp hợp của một của hai và ba cái tập hợp hữu hạn cho trước. Đây ở đây người ta cho ABC là các tập con hữu hạn của một cái tập hợp U và người ta yêu cầu là hãy chứng minh rằng à, lực lượng của A hợp B thì nó bằng lực lượng của A cộng lực lượng của B. Trừ cho lực lượng của A và B. Và tương tự ở đây nó mở rộng ra. Đấy. Và khi các bạn đã đã có cái công thức này rồi. Thì các bạn có thể tự xây dựng cho mình cái công thức quy nạp. Quy nạp về lực lượng của tập hợp. Hợp của 4, 5, 6, 7 các, các tập hợp hữu hạn cho trước. Nha. Rồi. Ở đây thầy sẽ lại giải cho câu A. Và áp dụng cái tính chất của A để thì giải cho câu B nè. Nha. Rồi câu A trước nha. À, ở đây người ta yêu cầu là chứng minh rằng là cái tập hợp A mà hợp với tập hợp B thì số phần tử của nó được tính là số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ cho số phần tử của A và B. được chưa? những cái phép đếm này sau này nó hỗ trợ cho các bài toán phép đếm mà các bạn hay tính trong đó các bài toán đếm cũng như là bài toán tính xác suất sau này. À, thì những cái công cụ này nó khá là là hữu hiệu ha hữu hiệu. rồi bây giờ ta sẽ tính cái lực lượng này trước nha rồi ở đây thì ta sẽ để ý cái tính chất của hai cái tập hợp rời nhau, à bây giờ A mà hợp với B thì nó nó tính như thế nào à, liên quan với cái số lượng phần tử hả à, thầy sẽ phân tích cái tập hợp A hợp với tập hợp B ra này Đấy, vẽ cái sơ đồ van đi, biểu đồ van đi cho nó dễ hiểu đây là tập hợp A và đây là tập hợp B và đây chính là phần giao của nó à, những cái tập hợp này đều là những tập hữu hạn và nằm trong U nha Thế thì A hợp B thì nó sẽ ra là cái 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 phần này đây đó như vậy thầy sẽ chia cái tập hợp này ra làm 3 phần rời nhau đúng không làm 3 phần rời nhau à. À, thế thì về tập hợp rời nhau thì cái này ta sẽ có này đây là cái phần A trừ cho B. Còn đây là cái phần A giao với B. Còn đây là cái phần B trừ A. đúng không? Đấy, như vậy là như vậy là bản thân cái tập hợp A đây này. Bản thân cái tập hợp A đó thì nó được viết là bằng A trừ cho tập hợp B. rồi hợp với à, cái tập hợp A giao B và hai cái tập hợp này là hai cái tập hợp rời nhau, cái đúng không nhỉ? Đấy hai cái tập hợp rời nhau. Như vậy thì à, lúc này ta suy ra được cái số phần tử của A nó sẽ bằng cái số phần tử của A trừ B cộng cho số phần tử của A giao B. Cái này có được là do hai cái tập hợp này rời nhau. Đó. Đó, do hai cái tập hợp nó rời nhau cho nên số phần tử của tập hợp này uh, sẽ được uh, hợp của hai tập hợp mà. Thì số phần tử của tập hợp này nó uh, hợp của hai tập hợp nó sẽ bằng tổng hai cái tập hợp thành phần số phần tử của nó. Nó rời nhau mà các nha. em, nó không có dính dáng với nhau hết trơn. À, rồi. Chúng ta đi vào đây, ha? À thế tương tự như vậy tương tự như vậy cái tập hợp b đó nó cũng sẽ được viết lại y chang như vậy như là v b trừ a này hợp với a vào b và hai tập hợp này tiếp tục lại rời nhau đúng không đây này cái tập hợp b này nó được tạo ra từ cái phần của b trừ a rồi đem hợp với a dấu b như vậy ta suy ra được cái à, số phần tử của b nó sẽ bằng là b trừ a được chưa rồi đem cộng với a dấu b có đúng không? Rồi mà khác cái tập hợp A mà hợp với tập hợp B đó. Đây, tập hợp A mà hợp tập hợp B này. Thì nó lại được tạo ra là gì? Là bằng ba cái tập hợp rời nhau này ghép lại, có nghĩa là A trừ B đem hợp với A giao B. Rồi đem hợp với gì? B trừ A. Có đúng không? À, cho nên cái lực lượng của cái tập hợp A mà hợp với B đây này nó sẽ được tạo ra bằng tổng của ba cái này. Các bạn nói chưa? Đó, như vậy nó sẽ bằng là A trừ B lấy lực lượng cộng với A giao B lấy lực lượng cộng với B trừ A lấy lực lượng. Có đúng chưa? Rồi. Thế thì à, cái này nó bằng cái gì? À, thì các bạn rút ra từ đây này. Như vậy thay vô và a trừ b mà lấy lực lượng thì bằng lực lượng của a trừ cho lực lượng của a dấu b cộng lực lượng của a dấu b nhá được cộng với cái lực lượng của gì b trừ lực lượng của a dấu b đó cái lượng này thì nó được tính là bằng lực lượng b trừ lực lượng a dấu b ha còn cái này a do b thì giữ nguyên còn cái lượng này sẽ thay bằng lực lượng của a trừ cho lực lượng của a dấu b À, rồi tới đây các bạn rút gọn hai cái này như vậy nó còn cái lượng này chưa? vâng như vậy nó bằng à, số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ số phần tử của A giao B Đó. Như vậy là đã chứng minh xong đúng chưa? Đấy, như vậy là nó sẽ ra được ngay à, Như vậy ở đây chú ý rằng là hai cái tập hợp rời nhau đúng chưa? nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn rời nhau thì cái số phần tử của A hợp B lập tức nó sẽ bằng tổng của hai số phần tử của hai cái tập hợp thành phần được chưa cái này rõ ràng rồi vì nó rời nhau mà Đó. nhưng mà trong cái trường hợp tổng quát nếu nó không rời nhau thì chúng ta sẽ dùng cái tính chất này để ta tính ra như vậy là thầy đã giải quyết xong câu a đúng không rồi bây giờ ta áp dụng câu A để ta giải cho câu B Trong trường hợp 3 cái tập ABC tỷ ý Thì ta làm thế nào Thế trong cái tập hợp 3 ABC tỷ ý Thì ta sẽ áp dụng Cái tính chất quy nạp nha. Rồi đầu tiên thầy sẽ tách nó ra này Theo công thức thầy xem như đây là một tập hợp trước này Đó thì Áp dụng tính chất của câu A Thì cái này nó sẽ ra là lực lượng của A hợp B này Cộng cho lực lượng của C này trừ cho lực lượng của A hợp B này Rồi đem giao với C được chưa rồi, rồi tiếp tục cái này ta khai triển ra tiếp như vậy cái này nó bằng lực lượng của A này cộng lực lượng của B này trừ lực lượng của A giao B này thay của A nhé áp dụng tính chất của A rồi chỗ này thầy cộng cho lực lượng của C này trừ cho mở một đơn này cái này nó chính là gì các em cái này nếu mà viết ra đó, thì nó chính là A giao C, ok chưa? Yeah. hợp với B giao C, có đúng không nhỉ? Này này này. Theo tính phân phối của phép giao đối phép hợp, mà lực lượng của hợp hai tập hợp thì một lần nữa nó lại bằng này, lực lượng của A giao C cộng lực lượng của B giao C Rồi trừ đi lực lượng của giao hai cái này của A giao C Rồi giao với B giao C Đúng chưa? Đó Vậy nè Rồi và các bạn nhớ rằng là A giao B giao B với giao C Thì chẳng qua là à, A. A giao B giao C thôi Vì lý do là C mà giao với C là bằng chính nó Đúng không? Đó là bằng chính nó đó. Rồi A giao B này nữa Như vậy là cái này nó chính là A giao B giao C mà thôi được chưa? Đấy, rồi các bạn phá móc đơn ra. À, như vậy nó bằng là à, cộng số phần tử của B này. Được chưa? Rồi, cái chỗ này cộng số phần tử của C này. Được chưa? Rồi, tiếp theo là tới dấu trừ này. Trừ cho số phần tử của A giao B này. Chỗ này mở móc đơn ra là trừ cho số phần tử của A giao C này. Chỗ này mở móc đơn ra là trừ cho số phần tử của B vào C này. Được chưa? Cái này mở mốc đơn ra thì chỗ này thành dấu cạo nha các em. Đó. Được chưa? Như vậy là ta ra được vế phải này. Có thấy không? Đấy, như vậy ta giải câu A thôi. Một cách chi tiết thì ta áp dụng được câu B. Và tương tự như vậy nếu như cái bài toán người ta cho trong bốn tập hợp thì ta làm thế nào? Thì các bạn cũng rã từ 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 nó ra. Bằng quy nạp là nó sẽ ra hết nha. Tất nhiên nó có một cái công thức tổng quát có điều ở đây thầy không có ghi ra vì lý do là thật ra trong bài tập thì chúng ta ít áp dụng công thức tổng quát đó lắm cho nên là chủ yếu là làm cho hai với ba trường hợp thôi Hả? nếu mà bốn lên nữa thì ta cứ áp dụng quy nạp là nó sẽ ra ngay nghĩa là chủ yếu là chúng ta tính cho trường hợp hai cái này còn ba cái ra lên là cứ quy nạp là nó sẽ ra thôi được chưa đấy đây là một cái cách để đi tính cái số phần tử của những cái tập hợp hữu hạn mà lấy hợp với nhau à, à, có thể xem cái bài giải chi tiết dưới đây này đó, ở dưới đây hình như là thầy cũng đã giải nó một cách bài bản để cho các bạn tiện theo dõi. À. Đó Được chưa? Đây là những cái tập hợp gần nhau ở trên là thầy lấy phần bù, nhưng mà thực tế là viết a giao b ngang để cho nó bài bản thôi. Chứ còn đây thực bản chất của cái này nó chính là a trừ b đây. Nhá. À. Cái này nó chính là a trừ b. Này. Còn cái này nó chính là b trừ a này. À. Các bạn có thể xem như thế. Rồi viết lại cho nó bài bản thì nó ra đây, kết quả này. Được chưa nào? rồi câu b là áp dụng câu a để mà ra câu b thôi viết lại cho nó hợp lý một chút à, đó là toàn bộ bài giải tất nhiên rằng là à, về vấn đề bài tập của phần lý thuyết tập hợp thì nó còn nữa nhưng mà ta sẽ tạm dừng cái video ở đây thầy xin hẹn gặp lại các em trong cái video tiếp theo để chúng ta giải quyết một số các cái dạng bài tập nữa của cái phần lý thuyết tập hợp và các phép toán tập hợp này xin chào và hẹn gặp lại các em